tổng hợp những màn su cà na đi vào lòng đất và cái kết không nhịn nổi cười. Đến giờ cơm trưa, anh đồng nghiệp bê ra mâm cơm đạm bạc. Ăn trưa thôi bạn ơi. Nhưng còn đang hí hửng bưng mâm cơm thì... Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, chú chiều rồi. Đi rõ là cẩn thận nhưng các bạn tự nhiên đun đưa như chúng ta, khiến hai đĩa đồ ăn mỗi đứa bay ra một góc. Nấu cơm trưa cả buổi rồi giờ còn đúng cái nịch. Anh bạn thì tầm này chẳng biết làm gì ngoài thở dài ngao ngán. Bê cái bàn cũng không xong, là sao vậy mày? Đồ ngu, đồ ăn hại. Xin lỗi, chắc tôi muốn bạn ơi. Tiếp theo, ông chú ngồi trong tiệm sửa xe, cầm ra một chiếc bánh xe màu đen. Nào, bơm hơi cho mày nào. Ông chú ung dung cầm máy bơm lên và rồi... Ôi quỷ thần thiên địa ơi, chiếc bánh xe bất ngờ nổ cái rung, vành một nơi, lớp một nơi, làm ông chú hết hồn con chồn. Rồi xong, vành ơi ở lại, lớp đi nha. Thế còn ở đây, một vị tỷ tỷ ngựa ngựa định nhảy qua chiếc cột trắng thì... Bà bất ngờ té sấp mặt xuống đèn, lê đến không ngóc đầu lên được, tưởng có thể nhảy qua, ai dè mắc kẹt đúng cái đũng quần, nó mới nhỏ chứ. Còn ông quỷ người yêu thì tầm này cười không nhặt được mồm. Cô bé ơi, cho chừa cái tật ngựa ngựa đi nhá. Và đó là các tình huống hài hước đem đến ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại.